chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 46 bộ truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung. Thì được biết, Lệnh Hồ Xung không biết là chàng đã luyện thành môn công phu Hấp Tinh Đại Pháp khi chàng ta chụp lấy cổ tay của Hắc Bạch Tử. Từ hai huyệt nội quan và ngoại quan, nội lực của y tu luyện một đời tuôn ra như nước vỡ đê, đi hết vào huyệt đan điền của Lệnh Hồ Xung. Người lão rủ xuống, chàng kéo y chui tọt qua ô cửa vuông. Lệnh Hồ Xung nảy ra ý đổi quần áo của Hắc Bạch Tử rồi xích tay chân của lão. Chàng chui ra thoát khỏi hắc lao, bỏ cô Sơn Mai Trang lại sau lưng, chạy mãi hơn 10 dặm đường, băng vào một khu rừng xa. Sau 2 tháng bị nhốt dưới đáy Tây Hồ, giờ đây tắm gội dưới lòng suối mát, chàng cảm thấy vô cùng sảng khoái. Đồng thời võ công của chàng chưa bao giờ cao như lúc này. Đến giữa khuya, Lệnh Hồ Xung quay lại Mai Trang, tìm cách cứu Nhậm Tiền Bối ra. Đến nơi, chàng thấy 4 vị trưởng lão của Ma Giáo, gồm Bảo Đại Sở, Tần Vĩ Bang, Vương Thành và Tang Tâm Nương đang hạch hỏi bọn Hoàng Trung Công về việc để Nhậm Ngũ Hành thoát lao. Bỗng có người vỗ vai, Lệnh Hồ Xung quay lại, thấy Hướng Vấn Thiên và Nhậm Tiền Bối đứng đó. 3 người vào trong nhà, Nhậm lão nhanh như chớp tước lấy Hắc Mộc Bệnh Bài. 3 người vào trong nhà, Nhậm lão nhanh như chớp tước lấy Hắc Mộc Lệnh Bài trong ngực áo của Bảo Đại Sở, rồi ném ra bàn 6 viên Tam Thi Não Thần Đan màu đỏ như máu và bảo bọn phản giáo uống. Kẻ nào uống viên dược này thì suốt đời sẽ chịu sự sai khiến của lão. Tần Vĩ Bang bị uống một viên, không có vỏ bọc bên ngoài, tác dụng của thuốc sẽ hiệu lực tức thì. Còn 4 lão trang chủ đã nhốt Nhậm lão suốt 12 năm qua sẽ bị xử lý ra sao? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện sau đây nhé. Tần Vĩ Bang xoay người, dù một tiếng, lão nhắm đánh một chưởng vào Tang Tam Nương. Võ công của lão tuy kém hơn Tang Tam Nương, nhưng khoảng cách không xa lắm. Có điều chân trái của lão bị trường tiên quấn chặt, huyệt đạo bị kiềm chế nên tay không dẫn hết kình lực được. Tang Tam Nương đưa chân trái lên, đá lên cổ tay của lão. Chân phải mụ vung lên đá bóp một cước trúng vào ngực lão. Mụ thi triển thế uyên ương liên hoàn cước, liên tiếp đá ra 3 cước trúng vào 3 chỗ huyệt đạo của lão. Rồi mụ đưa tay trái bóp chặt má, tay phải nhét viên dược hoàng đã lột vỏ vào miệng, tay phải bóp họng của lão. Ực một tiếng, Tần Dĩ Bang đã nuốt viên dược hoàng vào bụng. Lệnh Hồ Xung nghe Bảo Đại Sở nói thì biết Tam Thi Não Thần Đan có thi trùng cương phục, hoàn toàn dựa vào dược vật để khắc chế. Tang Tam Nương đã lột lớp thuốc màu đỏ đi rồi, dược vật khắc chế thi trùng đã không còn. Lại thấy thủ cước của Tang Tam Nương cử động rất linh hoạt, vô cùng lợi hại. Dường như ngày thường mụ đã tập luyện thành thục việc chuyên bức ép người uống thuốc. Lệnh Hồ Xung không biết công phu Tang Tam Nương chuyên về cầm nã và đánh sáp lá cà. Bây giờ mụ quy phục Nhậm Ngã Hành, dĩ nhiên tinh thần phấn chấn nên thi triển ra tuyệt kỹ cả đời của mình để phô trương thủ đoạn. Đó là mụ có ý tỏ dạ trung thành với giáo chủ. Nhậm Ngã Hành mỉm cười gật đầu. Tang Tam Nương đứng dậy, vẻ mặt thản nhiên, cung kính đứng sang một bên. Nhậm Ngã Hành đưa mắt nhìn 3 người bọn Hoàng Trung Công, hiển nhiên lão có ý hỏi bọn họ có uống hay là không. Ngốc Bút Ông không nói lời nào, đi đến lấy một viên đơn dược nuốt vào. Đan Thanh tiên sinh miệng cứ lẩm bẩm, không biết lão đang nói câu gì, rồi cũng đi đến bàn lấy một viên đơn dược uống. Vẻ mặt Hoàng Trung Công thê thảm, lão đưa tay vào túi áo lấy ra một quyển sách, chính là Cầm Phổ Quảng Lăng Tán, đến trước Lệnh Hồ Xung nói: Võ công của Tôn gia rất cao cường, mưu trí lại thâm sâu, bày ra xảo kế này để cứu Nhậm Ngã Hành thoát ngục. Tại hạ vô cùng khâm phục. Quyển Cầm Phổ này đã làm cho 4 huynh đệ của tại hạ thân bại danh liệt. Nguyên vật xin trả lại chủ.
lão nói xong liền giơ tay ném cầm phổ vào ngực Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung ngẩng người ra, thấy lão quay người lại đi đến bên bức tường. Lòng hắn không khỏi áy náy, thầm nghĩ: việc cứu Nhậm giáo chủ hoàn toàn là mưu kế của Hướng đại ca. Trước đây ta chẳng biết gì cả, nhưng bọn Hoàng Trung Công trong lòng hận ta cũng là lẽ thường tình, ta không cách nào biện bạch được. Hoàng Trung Công quay người lại, đứng dựa vào tường, y nói: bốn huynh đệ của tại hạ thân ở trong Nhật Nguyệt Thần Giáo, vốn muốn hành hiệp trượng nghĩa, làm nên sự nghiệp tốt đẹp, nhưng tính tình Nhậm giáo chủ bạo tàn, chỉ thích tác hoài tác phúc. Bốn huynh đệ tại hạ đã bất mãn từ lâu. Sau khi Đông Phương giáo chủ tiếp nhiệm sủng tính Quang Ninh, trừ khử lão huynh đệ trong bổn giáo, thì bốn huynh đệ tại hạ chán nản nên bày ra chuyện giam cầm này. Một là để xa rời Hắc Mộc Nhai, khỏi phải đấu đá với ai nữa. Hai là nhàn nhã nơi Tây Hồ hưởng thu cầm thư. 12 năm nay thành phúc cũng đã hưởng đủ, người sống trên đời vui ít buồn nhiều. Vậy thì thôi. Lão nói đến đây hự lên một tiếng, thân người từ từ quỵ xuống. Ngốc Bút Ông và Đan Thanh tiên sinh cùng la lên: đại ca! Rồi cả hai cùng chạy đến đỡ lão dậy. Ngực lão cắm một cây trủy thủ vào tới tim, hai mắt đã trợn trắng, lão đã tắt thở rồi. Ngốc Bút Ông và Đan Thanh tiên sinh liên tiếp gọi: đại ca! Đại ca! Rồi cả hai khóc rống lên. Dương Thành quát: lão này không tuân mệnh giáo chủ, sợ bị trừng trị nên tự tử, tôi còn nặng thêm một bậc. Hai cái đồ ăn hại các người khóc cái gì? Mặt Đan Thanh tiên sinh đầy vẻ căm phẫn, lão quay người lại muốn xông vào Dương Thành liều mạng. Dương Thành nói: sao? Người muốn tạo phản hả? Đan Thanh tiên sinh nhớ lại mình đã uống tam thi não thần đan, bây giờ lão không nên phản kháng lại ý chỉ của Nhậm Ngã Hành. Bao nhiêu lửa giận liền tiêu tan hết, lão cúi đầu gạt lệ. Nhậm Ngã Hành nói: đem cái xác và tên phế nhân này đi chỗ khác, rồi đem rượu thịt ra. Hôm nay ta và Hướng huynh đệ, Linh Hồ huynh đệ cùng say một bữa. Ngốc Bút Ông đáp dạ, rồi ôm xác Hoàng Trung Công đi ra ngoài. Tiếp theo gia đình bày bát đũa và sáu cây ghế. Bảo Đại Sợ nói: bày ba cái bát, ba đôi đũa thôi, chúng ta làm sao dám ngồi cùng bàn với giáo chủ được. Lão vừa nói vừa thu dọn bàn giúp gia nhân. Nhậm Ngã Hành nói: các người cũng vất vả rồi, ra ngoài uống mấy bát đi. Bảo Đại Sở, Dương Thành, Tang Tam Nương cùng cúi người nói: đà tạ ân điển của giáo chủ. Rồi cả ba từ từ lui ra. Lệnh Hồ Xung thấy Hoàng Trung Công tự tử, lòng nghĩ lão là một hán tử nghĩa liệt. Nhớ lại ngày hôm trước đó, lão muốn viết thư bảo mình đi gặp Phương Chứng đại sư chùa Thiếu Lâm để cầu xin đại sư trị bệnh, đối với mình bằng cả tấm lòng quan hoài. Bất giác chàng cảm thấy thương cảm. Hướng Dẫn Thiên cười nói: huynh đệ, vì cớ duyên nào mà huynh đệ học được Hấp Tinh đại pháp của giáo chủ, hãy nói cho ta nghe đi. Lệnh Hồ Xung liền đem việc phát hiện ra chữ trên thiết bản thế nào, vô tình luyện thành đại pháp ra sao, lần lượt kể hết ra. Hướng Dẫn Thiên cười nói: cùng hỷ cùng hỷ, những cơ duyên này mà khuyết một cũng không được, ca ca thật sự vui mừng cho huynh đệ. Lão nói xong bưng bát rượu lên uống cạn. Nhậm Ngã Hành và Lệnh Hồ Xung cũng bưng bát lên uống cạn. Nhậm Ngã Hành cười nói: chuyện này nói ra cũng nguy hiểm. Lúc đầu ta cắt bộ bí quyết luyện công này lên thiết bản, vì nằm trong ngục rất buồn chán, muôn khắc để giải quay, chứ chưa chắc đã có hảo tâm. Bí quyết thần công cố nhiên là thật, nhưng nếu ta không chỉ điểm thêm giúp người luyện tan công, mà cứ nhắm mắt dựa vào cách này tự luyện tập, thì phải đi đến tẩu hỏa nhập ma, ngàn người luyện không người nào thoát khỏi. Luyện thần công này có hai bước quan trọng. Bước thứ nhất là phải tan hết nội lực toàn thân,
làm cho huyệt đan điền trống không. Chỉ cần tan không hết hoặc tan nhầm huyệt đạo, lập tức bị tẩu hỏa nhập ma, toàn thân bị bại liệt, từ đó thành phế nhân, kinh mạch nghịch chuyển, thất khổng chạy mau mà chết. Môn công phu này xuất hiện đã được mấy trăm năm, nhưng người được truyền thụ thì rất là hiếm, mà người luyện thành càng hiếm hơn, vì bước tan công này quá khó. Linh hồn huynh đệ lại chiếm được tiện nghi to lớn này, nội lực của huynh đệ vốn đã mất hết, nguyên khí chẳng có gì, muốn tan thì tan mà không phí một chút khí lực nào. Còn người khác thực hiện bước này rất là khó khăn nguy hiểm, huynh đệ lại vô tình vượt qua được. Sau khi tan công lại phải hút chân khí của người khác tích trữ vào huyệt đan điền của mình, rồi dựa vào phương pháp để tan chân khí vào kỳ kinh bát mạch là có chỗ hữu dụng. Bước này cũng vô cùng khó khăn, nội lực của mình dĩ nhiên là tan hết, cần phải hút thêm chân khí của người khác, ha không phải là lấy trưng chọi đa để bị mất mạng hay sao? Lãnh hồ huynh đệ lại gặp may mắn. Ta nghe Hương huynh đệ nói trên người huynh đệ đã có tam luồng chân khí dị chủng của mấy tên cao thủ truyền vào. Tuy mỗi người mỗi luồng chân khí khác nhau, nhưng cũng cực kỳ lợi hại. Lãnh hồ huynh đệ, huynh đệ lại dễ dàng vượt qua hai bước khó khăn này, luyện thành công đại pháp cũng là ý trời. Lòng bàn tay Lệnh Hồ Xung ướt đẫm mồ hôi, chàng nói: may mà nội lực của vãn bối mất hết, nếu không thì thật là hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Hướng đại ca, Nhậm giáo chủ, làm thế nào thoát được hắc lao? Đến nay tiểu đệ vẫn chưa hiểu ra. Hướng Dẫn Thiên cười hi hi, y lấy trong túi ra một vật nhét vào tay Lệnh Hồ Xung, rồi y hỏi: đây là cái gì? Lệnh Hồ Xung cảm thấy vật ở trong tay mình là một viên tròn tròn rắn chắc, đúng là cái mà ngày hôm đó Hướng Dẫn Thiên đưa mình cầm để trao lại cho Nhậm Ngã Hành. Chàng mở tay ra, thấy một viên thép tròn, trên viên thép có một hạt bi nhỏ xíu. Lệnh Hồ Xung vừa sờ đến viên bi, cảm thấy viên bi đó có thể chuyển động được, nhẹ nhẹ xoay mấy vòng, kéo ra một sợi dây thép rất nhỏ. Sợi dây thép này ở trên viên bi, trên dây thép đều là răng cưa. Đúng là một dây cưa bằng thép rất nhỏ, được chế tạo cực kỳ tinh xảo. Lệnh Hồ Xung liền hiểu ra, chàng nói: à, thì ra cùm nhờ xích trên tay chân của giáo chủ đã được dùng vật này cưa ra. Nhậm Ngã Hành cười nói: ta vẫn nội lực vào trong mấy tiếng cười to, làm cho năm người đều chấn động ngất xỉu, rồi cưa đứt cùm và xích. Sau này huynh đệ đối phó với Hắc Bạch Tử làm sao, thì lúc đó ta cũng đối phó với huynh đệ như vậy. Lệnh Hồ Xung nói: thì ra tiền bối đổi y phục của giảng bối ra, lấy cùm xích khóa chân tay của giảng bối, chẳng trách bọn Hoàng Trung Công không phát giác được. Hướng Dẫn Thiên nói: chuyện này vốn cũng không dễ che giấu được Hoàng Trung Công và Hắc Bạch Tử, nhưng sau khi bọn họ tỉnh lại thì giáo chủ và ta đã đi khỏi Mai Trang rồi. Bọn Hắc Bạch Tử thấy kỳ phổ thư họa của ta để lại, ai cũng vô cùng vui mừng, không còn nghi ngờ gì đến cái chuyện người trong ngục trao tù nhân. Lệnh Hồ Xung nói: đại ca, thần cơ diệu toán, không ai bị kịp. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ: thì ra tất cả mọi chuyện đại ca đã sắp đặt hết. Lão nắm được sở thích của bốn người này, dẫn họ vào cạm bẫy. Nhưng giáo chủ thoát ngục đã lâu, mà tại sao lão không đến cứu ta? Hướng Dẫn Thiên nhìn vẻ mặt thì đoán được tâm ý của Lệnh Hồ Xung. Lão cười nói: huynh đệ, sau khi giáo chủ thoát ngục, có rất nhiều điều phải làm, nên không thể để cho bọn đối đầu biết. Đành để huynh đệ phải chịu khuất tất dưới đáy Tây Hồ nhiều ngày. Hôm nay bọn ta đến cứu huynh đệ, may mà trong họa có phúc, huynh đệ đã luyện thành thần công đệ nhất đương thời, coi như đã bồi thường cho huynh đệ. Cả ca,
xin lỗi huynh đệ là được rồi. Lão nói xong rót đầy rượu vào bát của ba người rồi tự mình uống cạn. Nhậm Ngã Hành cười ha hả nói: Ta cũng xin lỗi huynh đệ một bát. Lệnh Hồ Xung cười nói: Cái gì mà xin lỗi, giảng bối phải đa tạ hai vị mới phải. Giảng bối bị trọng thương không cách nào trị khỏi, sau khi luyện thần công của giáo chủ, nội thương đã dần dần giảm bớt rồi hết hẳn, cái mạng này mới còn sống đến đây. Ba người cùng lớn tiếng cười rất cao hứng. Hướng Dẫn Thiên lại nói: 12 năm trước giáo chủ mất tích một cách lạ lùng, Đông Phương Bất Bại xoan dị. Tiểu huynh biết trong chuyện này có điều kỳ quặc, đành phải nhẫn nhịn gắng gượng theo Đông Phương Bất Bại. Cho đến lúc gần đây, tiểu huynh mới thăm dò biết được nơi giáo chủ bị giam cầm, liền đến giúp giáo chủ thoát ngục. Nào ngờ tiểu huynh vừa xuống hắc mộc nhai thì thằng cha Đông Phương Bất Bại phái đại đội nhân mã truy sát, lại gặp phải đồ khốn nạn trong chính phái kéo đến nhập bọn làm náo nhiệt. Huynh đệ hôm ở dưới đáy thâm cốc, huynh đệ nói chuyện do mất hết nội lực, lúc đó ta liền nghĩ phải tan các luồng chân khí dị chủng trong người của huynh đệ đi. Trên đời này chỉ có hấp tình đại pháp của giáo chủ mới chữa được. Ta định sau khi giáo chủ thoát ngục thì ta cầu xin giáo chủ lão nhân gia truyền thần công tuyệt thế này cho huynh đệ để cứu tính mạng huynh đệ. Không ngờ không cần ta mở miệng cầu xin, tự giáo chủ đã truyền cho huynh đệ rồi. Ba người lại nâng bát uống cạn rồi cười ha hả. Lệnh Hồ Xung nghĩ thầm: Hướng đại ca cứu Nhậm giáo chủ cố nhiên là lợi dụng ta, cũng thật có tấm lòng cứu tính mạng ta. Lúc rời khỏi thâm cốc thì đại ca nói dẫn ta đi tìm người trị bệnh, huống chi nếu ta không phải vì chuyện này mà có công lao thì hấp tinh đại pháp thần diệu như vậy, Nhậm giáo chủ dễ gì truyền cho một người không hề quen biết như ta. Bất giác Lệnh Hồ Xung nảy sinh lòng cảm kích đối với Hướng Dẫn Thiên. Sau khi uống được mười mấy bát rượu, Lệnh Hồ Xung cảm thấy vị Nhậm giáo chủ này ăn nói phóng khoáng, kiến thức hơn người, quả là một đại anh hùng, đại hào kiệt hiếm có trên đời. Bất giác chàng cũng sinh lòng kính phục. Vừa rồi thấy lão đối phó với bọn Tần Dĩ Bang, Hoàng Chung Công, Hắc Bạch Tử bằng thủ đoạn tàn độc, nhưng sau khi nghe lão đàm luận một lúc, chàng nhìn ra cách xử sự của lão rất anh hùng, không thể lấy lý thường tình mà đo lường được. Bao nhiêu nỗi bất bình chất chứa trong lòng dần dần cũng tiêu tan. Nhậm Ngã Hành lại nói: Lên hồ huynh đệ, ta đối với địch nhân thì ra tay rất tàn độc, nguyên tắc của ta rất nghiêm khắc, có lẽ huynh đệ chưa quen chứng kiến. Nhưng huynh đệ hãy nghĩ xem, ta bị nhốt trong hắc lao ở dưới đáy Tây Hồ bao lâu, huynh đệ đã từng ở hắc lao cũng biết được cái đau khổ khi bị giam cầm trong đó, người ta đối xử với ta ra sao, đối với phản đồ địch nhân, chẳng lẽ ta có thể mở lòng từ bi ư? Lệnh Hồ Xung gật đầu khen phải. Bỗng chàng nhớ tới một chuyện, bèn đứng dậy nói: Giảng bối có một chuyện muốn cầu xin giáo chủ, rất mong giáo chủ ưng thuận. Nhậm Ngã Hành hỏi: Là chuyện gì vậy? Lệnh Hồ Xung nói: Ngày đầu tiên giảng bối gặp giáo chủ, từng nghe Hoàng Trung Công nói nếu giáo chủ thoát ngục trở lại giang hồ thì chỉ riêng một phái Hoa Sơn ít nhất cũng bị giết hơn một nửa. Lại nghe giáo chủ nói nếu gặp sư phụ của giảng bối thì giáo chủ sẽ làm khó dễ. Công lực của giáo chủ thần thông, nếu giáo chủ muốn làm khó dễ phái Hoa Sơn thì không ai có thể chống cự. Nhâm Ngã Hành nói: Ta nghe Hướng huynh đệ nói sư phụ của huynh đệ đã truyền ngôn khắp thiên hạ trục xuất huynh đệ ra khỏi môn tượng phái Hoa Sơn. Ta làm nhục hắn một trận hay làm có cả phái Hoa Sơn xóa hẳn tên trong võ lâm để trút cơn tức giận thay cho huynh đệ? Lệnh Hồ Xung lắc đầu nói: Giảng bối từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, được ân sư và sư nương thu nhận vào môn hạ dưỡng nuôi đến lớn, tuy danh nghĩa là sư đồ nhưng tình cảm như phụ tử. Sư phụ đã trục xuất giảng bối khỏi môn tường, một là vì giảng bối đã sai, hai là có chút hiểu lầm. Giảng bối vạn lần không dám quán trách ân sư. Nhậm Ngã Hành mỉm cười nói:
Thì ra nhà bất quần vô tình với huynh đệ, mà huynh đệ lại không thể bất nghĩa với lão ư? Lệnh Hồ Xung đáp: Giảng bối xin giáo chủ khoan dung độ lượng, đừng làm khó dễ sư phụ, sư nương và bọn sư đệ, sư muội phái Hoa Sơn của giảng bối. Nhậm Ngã Hành trầm ngâm, y nói: Ta thoát khỏi hạt lao là nhờ công lớn của huynh đệ, nhưng ta truyền hấp tình đại pháp để cứu tính mạng cho huynh đệ là coi như huệ, không ai nợ ai cả. Ta tay xuất giang hồ phải giải quyết rất nhiều chuyện ân oán, không thể hứa trước với huynh đệ điều gì để sau này hành sự khỏi phải vương tài vương chừng. Lệnh Hồ Xung nghe lão nói như vậy thì nghĩ lão sẽ làm khó dễ Nhạc Bất Quần, bất giác sự lo lắng hiện rõ lên nét mặt. Nhậm Ngã Hành cười ha hả nói: Tiểu huynh đệ, huynh đệ cứ ngồi đi. Ngày nay trên giang hồ ta chỉ có Hương huynh đệ và Tiểu huynh đệ là hai người thân tín nhất. Tiểu huynh đệ có chuyện cầu xin ta thì chúng ta phải cùng thương lượng. Nếu Tiểu huynh đệ hứa với ta một chuyện thì ta cũng đồng ý với lời yêu cầu của Tiểu huynh đệ. Từ nay về sau, nếu gặp sư đồ trong phái Hoa Sơn, chỉ cần bọn họ không bất kính với ta thì ta sẽ không làm khó dễ chúng. Nếu ta muốn giáo huấn bọn chúng thì đương nhiên ta cũng phải nể mặt Tiểu huynh đệ, hạ thủ lưu tình ba phần. Tiểu huynh đệ thấy như thế nào? Lệnh Hồ Xung vui mừng vội nói: Được như vậy, giảng bối cảm kích vô cùng. Giáo chủ có điều gì dạy bảo, giảng bối nhất nhất tuân theo. Nhậm Ngã Hành nói: Ta và hai người kết nghĩa huynh đệ Kim Lan, từ nay về sau có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Hương huynh đệ là quang minh tạ sư của Nhật Nguyệt Thần Giáo, còn tiểu huynh đệ làm quang minh hữu sư. Y tiểu huynh đệ như thế nào? Lệnh Hồ Xung vừa nghe rất đổi ngạc nhiên, vạn lần không ngờ lão mời mình gia nhập ma giáo. Từ nhỏ chàng đã nghe sư phụ và sư nương kể nhiều chuyện gian tà ác độc của ma giáo. Bị trục xuất khỏi môn tường, chàng chỉ muốn sống như hạt nội mây ngàn, làm người phiêu bạt vô môn vô phái trên giang hồ. Nếu muốn chàng gia nhập vào ma giáo thì vạn lần không thể được. Nhất thời lòng chàng rối như tơ vò, khó mà trả lời được. Nhậm Ngã Hành và Hướng Dẫn Thiên nhìn Lệnh Hồ Xung chằm chằm. Trong phòng im phăng phắc, không một tiếng động. Một lúc lâu sau, Lệnh Hồ Xung mới nói: Hảo ý của giáo chủ, giảng bối nghĩ mình là kẻ mạt học hậu tiến, sao dám xưng huynh gọi đệ với giáo chủ. Vả lại, tuy giảng bối đã không còn là người phái Hoa Sơn, nhưng giảng bối luôn mong muốn sư phụ có ngày hồi tâm chuyển ý, thu hồi lệnh. Nhậm Ngã Hành cười nhạt nói: Tiểu huynh đệ gọi ta là giáo chủ, kỳ thực bây giờ tuy ta đã thoát được lao lùng, nhưng tính mạng của ta sông này chệt mày, hay chữ giáo chủ chẳng qua gọi cho dễ nghe mà thôi. Ngày nay khắp thiên hạ ai ai cũng biết giáo chủ của Nhật Nguyệt Thần Giáo là Đông Phương Bất Bại. Người này võ công cao cường, chẳng thua gì ta, lại đa mưu túc trí hơn ta nhiều. Dưới trướng của hắn có rất nhiều nhân tài. Ta và Hướng huynh đệ có muốn đoạt lại ngôi vị giáo chủ từ trong tay hắn thì cũng chẳng khác gì lấy trứng chọi với đá, thật là cuồng tâm vọng tưởng. Tiểu huynh đệ không muốn kết nghĩa huynh đệ với ta cũng là chuyện tốt, để giữ mình trong sạch. Nào nào, chúng ta uống rượu nói chuyện vui, không đề cập đến chuyện này nữa. Lệnh Hồ Xung nói: Vị của giáo chủ vì sao bị Đông Phương Bất Bại cướp đoạt? Tại sao giáo chủ bị cầm tù trong hắc lao? Nhiều chuyện như vậy giảng bối hoàn toàn không biết, hai vị có thể kể cho giảng bối nghe được không? Nhậm Ngã Hành lắc đầu cười thê lương, y nói: Ở dưới đây Tây Hồ 12 năm trời, danh lợi quyền vị cái gì ta coi cũng nhạt nhẽo. Tụi ta càng ngày càng già thì lòng càng nông nảy. Lão rót từng bát rượu uống cạn, rồi cười một tràng ha hả, tiếng cười đầy vẻ thê lương. Hướng Dẫn Thiên nói: Huynh đệ, hôm đó Đông Phương Bất Bại phái nhiều người truy đuổi ta, thủ đoạn chúng tàn độc ra sao huynh đệ đã chứng kiến rồi. Nếu không nhờ huynh đệ trưởng nghĩa ra tay
thì ta đã sớm bị bọn chúng chém nát như tường ở trong lương đình. Lòng huynh đệ thường phân biệt chính phái với ma giáo, nhưng hôm đó mấy trăm người bọn chúng liên thủ với nhau để vây giết hai huynh đệ chúng ta, nào còn phân biệt chính phái với ma giáo đâu. Kỳ thực trong chính phái có người tốt, nhưng chẳng lẽ không có kẻ đê tiện gian ác? Trong ma giáo người xấu không ít, nhưng nếu ba người chúng ta nắm giữ đại quyền chỉnh đốn mọi việc, đem những hạng gian ác xấu xa thanh trừng hết, hà không khiến cho hào kiệt trên giang hồ vui lòng há dạ hay sao? Lệnh Hồ Xuân gật đầu nói: lời đại ca nói thật chí lý. Hướng Dẫn Thiên nói: nghĩ đến năm xưa giáo chủ đối xử với Đồng Phương Bất Bại tình như thủ túc, đề bạt hắn làm quan minh tả sứ trong thần giáo, mọi đại quyền trong tay giáo phái đều giao cho hắn. Lúc đó giáo chủ chỉ chuyên tâm tu luyện hấp tinh đại pháp để sửa chữa những sai sót nhỏ nhặt, nên chuyện thường ngày trong giáo phái giáo chủ không chăm sóc được. Không ngờ Đông Phương Bất Bại lòng lan dạ sói, ngoài mặt đối với giáo chủ vô cùng cung kính, chuyện gì cũng không dám làm trái, nhưng bên trong ngấm ngầm gây dựng thế lực. Hắn bịa đặt nhiều lý do đem toàn bộ thuộc hạ trung thành với giáo chủ hoặc cách chức hoặc xử tử. Trong vòng mấy năm, người thân tín của giáo chủ từ từ bị triệt hết. Giáo chủ là một người trung hậu chí thành, thấy Đồng Phương Bất Bại xử sự cung kính cẩn thận, mà tất cả mọi chuyện trong bổn phái hắn đều sắp đặt đâu vào đấy, nên không chút hoài nghi. Nhậm Ngã Hành thở dài nói: Hương huynh đệ, chuyện này ta thật lấy làm xấu hổ. Huynh đệ đã mấy lần nói lời trung thành với ta, khuyên ta đề phòng, nhưng ta quá tín nhiệm Đồng Phương Bất Bại, lời trung lại nghe nghệch tai, còn trách huynh đệ đem lòng đô kỵ hắn, đưa lời ly gián, sinh ra lâm chuyện thị phi, khiến cho huynh đệ tức giận bỏ đi biệt tích, từ đó không còn gặp mặt nữa. Hướng Dẫn Thiên nói: thuộc hạ quyết không dám có ý gì quan trách giao chủ, nhưng thấy tình thế trước mắt bất ổn, Đông Phương Bất Bại lại bố trí nghiêm mật, sẽ gây ra tai biến lập tức. Nếu thuộc hạ còn phục tùng bên cạnh giao chủ thì trước sau cũng bị hắn hạ độc thủ. Bổn giáo đang gặp nguy khốn, thuộc hạ cũng muốn gánh vác, nhưng thuộc hạ suy trước nghĩ sau, cảm thấy nên rời xa trước là tốt nhất. Nếu giáo chủ có thể nhìn ra âm mưu tạo phản thì đó là điều tốt lành, nếu không thuộc hạ ở bên ngoài ít nhất cũng khiến cho hắn phải quy kỵ mà không dám lộng hành thay qua. Nhậm Ngã Hành gật đầu nói: đúng vậy, nhưng lúc đó ta đâu có biết nỗi khổ tâm của huynh đệ, thấy huynh đệ ra đi không từ biệt thì lòng ta rất tức giận. Lúc đó việc liên công của ta đang vào thời kỳ khẩn yếu, rất dễ bị tẩu hỏa nhập ma. Đồng Phương Bất Bại lại càng ra vẻ ân cần, khuyên ta không nên phiền não, ta càng trung gian kế của hắn, còn đem cả bí cấp kỳ hoa bảo điển của bổn giáo truyền cho hắn. Lệnh Hồ Xung nghe đến bốn chữ kỳ hoa bảo điển, bất giác ồ lên một tiếng. Hướng Dẫn Thiên hỏi: huynh đệ cũng biết kỳ hoa bảo điển ư? Lệnh Hồ Xung nói: tiểu đệ từng nghe sư phụ nói qua tên bộ bảo điển này, biết đây là bí cấp võ học bát đại tinh thâm, nhưng không biết nó ở trong tay giáo chủ. Nhậm Ngã Hành nói: nhiều năm trở lại đây, quỳ hoa bảo điển là bảo vật trân giao của Nhật Nguyệt thần giáo, do giáo chủ đời trước truyền cho giáo chủ đời sau. Lúc đó ta luyện hấp tinh đại pháp, đinh quên ăn quên ngủ, chuyện gì cũng không màng đến, nên muốn đem ngôi vị giáo chủ truyền cho Đông Phương Bất Bại. Ta đem quỳ hoa bảo điển truyền cho hắn, cốt để hắn hiểu rõ ràng, không bao lâu nữa ta sẽ truyền ngôi vị giáo chủ cho hắn. Ôi, Đồng Phương Bất Bại là người quá thông minh, ngôi vị giáo chủ này rõ ràng đã giao tận tay hắn rồi, mà tại sao hắn lại nóng vội như vậy, không chịu đợi đến lúc ta mở tổng đàn chính thức công bố với mọi người? Tại sao hắn muốn làm chuyện phản nghịch xoan ngùi? Lão chau mày, dường như cho đến bây giờ đối với chuyện này lão vẫn chưa hiểu rõ nguyên nhân. Hướng Dẫn Thiên nói: một là
hắn không muốn chờ đợi. Không biết lúc nào giáo chủ mới chính thức truyền ngôi, hay là hắn không an tâm, chỉ sợ bỗng nhiên đại sự có biến cố. Nhậm Ngã Hành nói: Kỳ thực hắn đã sắp đặt bố trí tất cả, còn sợ đại sự biến cố gì, thật khiến cho người ta khó hiểu nổi. Ta ở trong hắc lao tĩnh tâm suy nghĩ, nhất nhất muốn hiểu rõ hàng loạt gian mưu của hắn. Nhưng vì sao hắn không chờ đợi mà đột nhiên làm loạn, cho đến bây giờ ta vẫn chưa hiểu ra. Chắc trong lòng hắn có quy kỵ với huynh đệ, nên sợ không chừng ta sẽ đem ngôi vị giao chủ truyền cho huynh đệ. Nhưng huynh đệ đã ra đi không từ biệt, đã nhổ một cây đinh trong mắt của hắn. Hắn cứ đợi từ từ là được rồi. Hướng Dẫn Thiên nói: Năm đó Đông Phương Bất Bại làm loạn, mở đại tiệc vào buổi tối tiết Đoan Ngọ. Tiểu thư có nói một câu ở bàn tiệc, giao chủ còn nhớ không? Nhậm Ngã Hành gãi đầu nói: Tiết Đoan Ngọ ư? Tiểu thư đã nói gì? Có quan trọng không? Ta hoàn toàn không có nhớ. Hướng Dẫn Thiên nói: Giao chủ, đừng cho tiểu thư là trẻ con. Tiểu thư thông minh lanh lợi, suy nghĩ rất khôn ngoan, thật không thua gì người lớn. Năm đó tiểu thư mới 7 tuổi, đếm người trên bàn tiệc rồi bỗng hỏi giáo chủ: Gia gia, tại sao mỗi năm chúng ta mở tiệc rượu vào tiết Đoan Ngọ cứ thiếu đi một người? Giáo chủ ngẩn ra rồi hỏi: Cái gì mà mỗi năm lại thiếu đi một người? Tiểu thư nói: Hề nhi nhớ năm ngoái có 11 người, năm kia có 12 người, năm nay 1, 2, 3, 4, 5, chúng ta chỉ còn lại 10 người. Nhậm Ngã Hành thở dài nói: Đúng vậy, lúc đó ta có nghe Tiểu Linh Linh nói, lòng đã không vui. Năm trước Đông Phương Bất Bại đã xử Hách Hiền Đệ, năm trước nữa Khâu Trưởng Lão chết một cách không rõ ràng ở Cam Túc. Bây giờ nghĩ ra, chắc chắn là do Đông Phương Bất Bại đã ngấm ngầm sắp đặt độc kế. Năm trước nữa Văn Trưởng Lão bị cách chức, đuổi ra khỏi Bổn Giáo, bị cao thủ ba phái Tung Sơn, Thái Sơn và Hành Sơn dày đánh mà chết. Khởi quả chuyện này dĩ nhiên cũng do Đông Phương Bất Bại gây nên. Ôi, Tiểu Linh Linh vô tình phát hiện ra, lúc đó ta như người trong mộng, không tỉnh ngộ. Lão ngừng một lúc, uống một hớp rượu rồi lại nói tiếp: Hấp Tình Đại Pháp được phái Tiêu Dao sáng tạo giữa thời Bắc Tống, phân làm hai đường: Bắc Tuyền Thần Công và Hoa Công Đại Pháp. Về sau họ Đoàn ở Đại Lý và phái Tinh Tú phân ra để truyền lại, rồi hợp lại làm một, gọi là Hấp Tinh Đại Pháp, chủ yếu thừa kế đường Hoa Công Đại Pháp. Có điều người thường học không được phương pháp này, vì trong đó có chỗ thiếu sót. Lúc đó ta tu luyện Hấp Tinh Đại Pháp đã hơn 10 năm, trên giang hồ Thần Công Đại Pháp này rất có tiếng tăm. Người trong chính giáo vừa nghe nhắc đến nó, không ai không sợ đến vỡ mật. Nhưng ta lại biết trong thần công này có chỗ thiếu sót lớn, lúc đầu không tìm ra được, sau đó những hoa quang của nó dần dần hiện ra. Trong mấy năm dĩ nhiên ta đã hiểu rõ những hoa quang đó, biết rằng nếu không kịp thời bổ cứu thì sẽ có một ngày thân thể bị độc hỏa thiêu đốt. Đó là lấy công lực của người khác thì sẽ bị phản kích lại, hút càng nhiều công lực thì bị phản kích càng nhiều. Lệnh Hồ Xuân vừa nghe đến đây, lòng mơ hồ cảm thấy có một chuyện gì đó rất không ổn. Nhậm Ngã Hành lại nói: Lúc đó trên người của ta đã tích tụ công lực của 10 mấy tên cao thủ chính ta. 10 mấy cao thủ này thuộc nhiều môn phái khác nhau, công lực luyện tập của họ cũng khác nhau. Ta phải tìm cách đem chúng hợp lại làm một để thành nội lực của ta, nếu không thì nội thể sẽ gặp đại họa. Trong mấy năm đó ta ngày đêm suy nghĩ, lúc nào cũng canh cánh về chuyện này. Hôm đại yên tiệc tết Đoan Ngọ, tuy ta đang uống rượu cười nói, mà trong lòng vẫn ngẫm suy tính về 22 huyệt dương kiểu.
và 32 huyệt dương duy. Giữa năm 14 huyệt này, làm sao vận nội tức cho lưu thông dễ dàng? Có thể từ dương kiểu vào dương duy, cũng có thể từ dương duy trở về dương kiểu. Cho nên nghe mấy câu nói của Tiểu Linh Linh, lòng ta không vui, nhưng trong chốc lát thì quên ngay. Hướng Dẫn Thiên nói: Thuộc hạ cũng thấy rất kỳ lạ. Xưa này giáo chủ rất nhanh nhạy, chỉ cần người khác nói nửa câu, giáo chủ 10 phần đã nắm được chính tâm ý của người đó, không hề nhầm lẫn. Nhưng trong mấy năm đó, không những đối với gian mưu của Đông Phương Bất Bại giáo chủ không phát giác, mà còn thường ngày, thường ngày. Ôi! Nhậm Ngã Hành mỉm cười nói: Mà còn thường ngày ngơ ngơ ngác ngác, tâm thần bất định, có phải không? Hướng Dẫn Thiên nói: Đúng vậy. Sau khi tiểu thư nói mấy câu này, Đông Phương Bất Bại cười ha hả nói: Tiểu thư thích náo nhiệt phải không? Sang năm chúng ta mời thêm mấy người đến cùng uống rượu nữa. Lục Hằng nói, bộ mặt đầy vẻ hân hoan, nhưng tiểu đệ thấy từ trong ánh mắt của hắn đầy vẻ nghi ngại. Chắc chắn đoán rằng giáo chủ đã sớm có ý định trước mặt giáo chủ, chẳng qua giả bộ lờ đi để thử hắn. Hắn biết giáo chủ thông minh, đoán rằng giáo chủ qua hiểu rõ chuyện này, quyết không còn nghi ngờ gì nữa. Nhậm Ngã Hành chau mày nói: Hôm đó Tiểu Linh Linh nói mấy câu trong bữa yên tiệc Tết Đoan Ngọ mà 12 năm nay ta không hề nhớ tới. Bây giờ huynh đệ nhắc đến, ta mới nhớ ra. Quả thật Tiểu Linh Linh có nói. Đúng vậy, Đông Phương Bất Bại nghe mấy câu nói đó, làm sao mà hắn không nghi ngờ được? Hướng Dẫn Thiên nói: Hơn nữa, tiểu thư mỗi ngày một lớn, mỗi ngày càng thông minh, thì trong 1-2 năm nữa tiểu thư sẽ biết rõ mưu đồ của hắn. Đợi sau khi tiểu thư trưởng thành, có lẽ giáo chủ sẽ truyền ngôi vị cho tiểu thư. Cho nên Đông Phương Bất Bại không dám đợi lâu, mạo hiểm làm loạn, nguyên nhân là từ chỗ đó. Nhậm Ngã Hành liên tục gật đầu rồi thở dài nói: Ôi, nếu bây giờ Hài Nhi ở bên ta thì chúng ta có thêm một người, cũng không đến nỗi thế cô lực nhược như vậy. Hướng Dẫn Thiên quay lại nói với Lệnh Hồ Xung: Huynh đệ, vừa rồi giáo chủ nói hấp tình đại pháp của giáo chủ có thiếu sót rất lớn. Theo ta biết, tuy giáo chủ bị giam cầm 12 năm trong hắc lao, chịu nhiều khuất tất, nhưng nhờ đó mà thoát được những mối ràng buộc thế tục. Nghĩ suy nghiên cứu, dĩ nhiên đã giải được những chỗ bí ảo trong thần công này. Giáo chủ, có phải như vậy không? Nhậm Ngã Hành vuốt chòm râu đen, cười ha hả trông rất đắc ý. Lão nói: Đúng vậy, từ đó về sau, việc hút công lực của người khác ta đều tận dụng hết, cũng không còn lo sợ những chân khí dị chủng bỗng nhiên phát kích. Linh Hồ huynh đệ thử hít một hơi dài, có phải cảm thấy chân khí ở huyệt Ngọc Chẩm và Đáng Trung nhộn nhạo không? Lệnh Hồ Xung theo lời lão hít một hơi, quả nhiên cảm thấy trong hai huyệt Đáng Trung và Ngọc Chẩm chân khí nhộn nhạo lên, bất giác mặt hơi biến sắc. Nhâm Ngã Hành nói: Chẳng qua huynh đệ mới bắt đầu luyện nên chưa thể phát giác ra được, nhưng năm xưa lúc ta chưa giải phá được bí ảo này, chân khí trong hai huyệt này dấy lên thật giống như là trời đất đảo lộn, khó mà chịu được. Tuy bề ngoài yên lặng không một tiếng động, mà trong tai lại nghe tiếng gió của hàng vạn con ngựa dồn dập, có lúc lại giống như nghe tiếng sấm liên tục nổ ầm ầm. Ôi, nếu trong nội thể của ta không có biến cố quan trọng này thì âm mưu phản nghịch của Đông Phương Bất Bại làm sao có thể thực hiện được chứ? Lệnh Hồ Xung biết lão nói thật, lại biết Hướng Dẫn Thiên nói những lời như vậy là có ý muốn chàng cầu xin lão chỉ giáo cách chữa trọng bệnh. Nhưng nếu chàng không gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo thì mở miệng cầu xin chỉ giáo dĩ nhiên không nói ra được. Lệnh Hồ Xung nghĩ: Luyện hấp tinh đại pháp này của lão thì ra có thể hút lấy nội lực của người khác để làm của mình. Công phu hiểm độc này ta quyết không luyện, quyết không sử dụng. Còn nếu chân khí dị chủng trong cơ thể ta,
vốn không cách nào hóa giải được, thì nó đã là vậy rồi. Tính mạng này của ta sắp gặp nguy hiểm. Lệnh Hồ Xung làm sao có thể hàm sống sợ chết mà đi làm cái chuyện trái với lương tâm. Lệnh Hồ Xung liền xoay sang chuyện khác, chàng nói: Giáo chủ, giảng bối có một chuyện không rõ, xin giáo chủ chỉ giáo. Giảng bối từng nghe sư phụ nói, Quỳ Hoa Bảo Điển là bí cấp chí cao vô thượng trong võ học. Luyện thành công võ học trong bảo điển, không những sẽ vô địch thiên hạ mà còn kéo dài tuổi thọ hơn 100 tuổi. Sao giáo chủ không luyện võ công trong bảo điển mà lại đi luyện môn hấp tinh đại pháp rất nguy hiểm này? Nhậm Ngã Hành cười nhạt nói: Nguyên nhân của chuyện này không tiện nói cho người ngoài biết. Mặt Lệnh Hồ Xung ửng đỏ. Dạ, giảng bối quá tò mò. Hướng Dẫn Thiên nói: Huynh đệ, tuổi giáo chủ đã cao, đại ca của huynh đệ cũng kém hơn giáo chủ lão nhân gia vài tuổi thôi. Nếu huynh đệ gia nhập bổn giáo, người kế nhiệm giáo chủ sau này là huynh đệ chứ không là ai nữa. Dù huynh đệ chê thanh danh của Nhật Nguyệt thần giáo không tốt, chẳng lẽ bàn tay của huynh đệ không thể chỉnh đốn để tạo phúc cho thiên hạ hay sao? Lệnh Hồ Xung nghe lão nói rất có tình có lý, lòng rất cảm động. Nhậm Ngã Hành tay trái cầm bát rượu đặt mạnh xuống bàn, tay phải cầm giò rượu rót đầy bát, y nói: Mấy trăm năm nay Nhật Nguyệt thần giáo ta và các phái chính giáo là thù địch, ở thế không đội trời chung. Nếu huynh đệ cố chấp không chịu gia nhập, nội thương của huynh đệ khó khỏi, tánh mạng không bảo toàn cũng chưa đáng kể. Chỉ e sư phụ và sư nương phái Hoa Sơn của huynh đệ ta muốn tiêu diệt hết sư đồ phái Hoa Sơn, để từ nay không còn tên tuổi Hoa Sơn trong võ lâm, cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Hôm nay huynh đệ và ta tương hội ở đây là có duyên lớn. Nếu huynh đệ nghe lời khuyên tốt lành của ta thì xin cạn bát này. Lão nói những lời đầy ý uy hiếp khiến bầu nhiệt huyết trong ngực Lệnh Hồ Xung sôi lên. Chàng lớn tiếng nói: Giáo chủ, đại ca, giảng bối thân mang bệnh hoạn, mạng chỉ còn sớm chiều, vô tình học được đại pháp thần công của giáo chủ, từ nay về sau dù không cách nào quá giải cũng chẳng qua trở lại trạng thái cũ mà thôi, cũng không sao hết. Đối với tính mạng mình, giảng bối đã sớm xem thường, sống chết có số, tới đâu thì tới. Phái Hoa Sơn thành lập đã mấy trăm năm, đương nhiên có quyền tồn tại, chưa chắc người khác dung tay là có thể tiêu diệt được. Hôm nay giảng bối nói hết lời ở đây, sau này sẽ có ngày gặp lại. Lệnh Hồ Xung nói xong đứng dậy hướng về hai người cung tay rồi quay người ra đi. Hướng Dẫn Thiên muốn nói thêm vài lời nữa nhưng Lệnh Hồ Xung đã đi xa rồi. Lệnh Hồ Xung ra khỏi Mai Trang, thở phào nhẹ nhõm. Một luồng gió mát thổi vào cơ thể khiến chàng sảng khoái. Chàng ngẩng đầu lên thấy mảnh trăng lưỡi liềm tựa hồ treo trên cành liễu. Xa xa dưới mặt hồ ánh lên bóng trăng và chòm mây bay bay. Lệnh Hồ Xung đến bên bờ hồ, đứng một lúc, chàng thầm nghĩ: Trước mắt đại sự của Nhậm giáo chủ là tính sổ với Đông Phương Bất Bại, đoạt lại ngôi vị giáo chủ. Tất nhiên lão chưa đi tìm phái Hoa Sơn để tru diệt, nhưng nếu sư phụ sư nương bọn sư đệ sư muội không hiểu biết nội tình mà đụng phải lão thì khó tránh khỏi bị hại. Ta phải sớm báo trước để bọn họ kịp đề phòng. Nhưng không biết bọn họ đi Phúc Châu về chưa? Từ đây đi Phúc Châu không xa, bây giờ rảnh rỗi ta đi Phúc Kiếm một chuyến. Nếu bọn họ đã về rồi thì trên đường ta có thể gặp họ được. Lệnh Hồ Xung nghĩ đến chuyện sư phụ đã truyền thư khắp võ lâm trục xuất mình ra khỏi sư môn, lòng thấy chua xót. Chàng lại nghĩ: Ta đem chuyện Nhậm giáo chủ bức bách ta gia nhập ma giáo bẩm báo với sư phụ sư nương, chắc họ sẽ hiểu rõ ta không có ý kết giao với người trong ma giáo. Không chừng sư phụ và sư nương có thể thu hồi lệnh trục xuất, chỉ phạt ta lên ngọn sám hối quay mặt vào tường 3 năm thì được rồi. Lệnh Hồ Xung nghĩ đến hy vọng được trở về sư môn, tinh thần hắn phấn chấn, liền đi tìm khách điếm để nghỉ ngơi. Lệnh Hồ Xung ngủ đến giờ ngọ mới tỉnh giấc, lòng nghĩ trước khi chưa gặp sư phụ sư nương
không nên để lộ dung mạo của mình. Huống chi Doanh Doanh từng ra lệnh cho bọn Tổ Thiên Thu truyền ngôn trên giang hồ phải lấy tính mạng của mình, cho nên cần phải cải trang để khỏi gặp phiền phức. Nhưng cải trang thế nào mới được? Lệnh Hồ Xung trầm ngâm một lúc, bước ra khỏi phòng. Vừa đi đến sân, bỗng nghe ào một tiếng, một chậu nước tạt vào người. Lệnh Hồ Xung liền nhảy sang né tránh. Chậu nước tạt vào khoảng không. Một viên quan tay đang cầm cái chậu gỗ rửa mặt, nhìn chàng với ánh mắt tức giận, y hất hàm hỏi: "Nè, ngươi không có mắt hả? Ngươi không thấy lão già đang bưng chậu nước hay sao?" Lệnh Hồ Xung rất tức giận, lòng nghĩ trong thiên hạ tại sao lại có hạng người ngang ngược như vậy. Chàng thấy viên quan này khoảng 40 tuổi, để bộ râu quai nón, chắc là quan võ. Gã mặc sắc phục dường như là hiệu úy, lưng mang yêu đao, đứng ưỡn ngực ra, hiển nhiên là tác hoài tác phúc quen rồi. Viên quan quát lên: "Còn nhìn cái gì nữa? Không nhận ra lão gia hay sao?" Lệnh Hồ Xung nhanh nhạy nghĩ ngay: "Cải trang thành một viên quan thì thú biết mấy, ta cứ ngang nhiên đi lại giang hồ, bằng hữu trong võ lâm, không ai thèm ngó ngàng đến ta." Viên quan lại quát lên: "Cười cái gì, bà nội ngươi, có gì đâu mà cười?" Thì ra Lệnh Hồ Xung đang nghĩ đến chuyện cải trang, vẻ mặt không khỏi hớn hở. Chàng đi đến trước quầy chưởng quỷ, hỏi khẽ: "Vị quan gia này từ đâu đến vậy?" Chưởng quỷ nhăn mày nhíu mặt nói: "Ai mà biết hắn từ đâu tới. Hắn tự xưng là từ thành Bắc Kinh đến, chỉ trọ một đêm mà điếm tiểu nhị hầu hạ hắn đã bị ăn ba cái tát tóe lửa. Ăn uống cho cô vào cũng không biết có trả tiền phòng, tiền cơm không nữa." Lệnh Hồ Xung gật đầu, đi đến một quán trà bên cạnh, gọi đem một bình trà, ngồi nhâm nhi chờ đợi. Đợi khoảng nửa canh giờ, bỗng nghe tiếng gió ngựa. Viên quan cưỡi con ngựa màu đó sậm từ trong khách điếm đi ra, roi ngựa vung lên chát chát. Y lớn tiếng quát: "Tránh ra, tránh ra, còn không mau tránh ra!" Mấy người đi đường tránh chậm liền bị y dùng roi ngựa quất vào người, họ đau quá là oai oái. Lệnh Hồ Xung trả tiền trà nước, đứng dậy bước nhanh theo sau con ngựa. Người đi đường thưa dần, chàng càng bước nhanh hơn, vượt lên trước con ngựa, giang tay phải ra. Con ngựa giật mình hí một tiếng rồi nhảy lên. Viên quan suýt chút nữa rớt xuống ngựa. Lệnh Hồ Xung quát: "Nè, bộ đuôi hay sao? Quần súc sinh này suýt đạp chết lão tử rồi đó." Lệnh Hồ Xung không mở miệng đã làm cho viên quan tức giận lắm rồi, huống chi còn thóa mạ thì hắn làm sao chịu thấu. Đợi chân trước của con ngựa đáp xuống đất, y liền dung roi quất xuống đầu Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung thấy trên đường lớn không tiện giở trò, liền la lên: "Chao ơi!" Chàng loạn quạng ôm đầu chạy về hướng con đường nhỏ. Viên quan chẳng chịu buông tha, y nhảy xuống vội vàng cột ngựa vào gốc cây, rồi rượt theo Lệnh Hồ Xung như điên. Lệnh Hồ Xung lại la lên: "Chao ơi, mẹ ơi!" Chàng chạy vào lùm cây, viên quan la lối om sòm đuổi theo. Bỗng nhiên dưới sườn trái của y bị tê rần, ùn một tiếng y ngã lăn ra đất. Lệnh Hồ Xung chân trái đạp lên ngực y, cười nói: "Bản lãnh tồi như vậy thì làm sao có thể hành quân đánh trận được chứ?" Lệnh Hồ Xung lục túi của y, moi ra một phong thư. Trên bì thư đóng dấu đỏ chót của binh bộ thượng thư, viết hai chữ to: "Cáo thân." Chàng mở phong thư, rút ra một trang giấy dày. Đó là lệnh ủy nhiệm của binh bộ thượng thư, viết rõ ủy nhiệm Ngô Thiên Đức là du kích ở Thương Châu, Hà Bắc, được thăng lên chức tham tướng phủ Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến, phải tức khắc lên đường nhậm chức. Lệnh Hồ Xung cười nói: "Thì ra ngươi là tham tướng đại nhân, ngươi là Ngô Thiên Đức à?" Viên quan bị Lệnh Hồ Xung đạp không nhúc nhích được, vẻ mặt xám xanh, cũng quát lên: "Mau thả ta ra! Ngươi to gan làm càn, nhục mạ Minh Quan triều đình, không sợ dương pháp hay sao?" Tuy miệng y quát tháo mắng chửi, nhưng khí thế lại yếu xìu. Lệnh Hồ Xung cười nói: "Lão tử hết tiền lộ phí rồi, muốn mượn
tạm quần áo của ngươi đi cầm xài đỡ. Chàng xoay tay đánh một chưởng vào đầu y, Viên Quang liền ngất đi. Lệnh Hồ Xung nhanh chóng lột quần áo y ra, lòng nghĩ tên này khả ố như thế này, cho y một bài học cũng đáng đời, nên lột hết đồ trong đồ ngoài, khiến toàn thân y trần như nhộng. Lệnh Hồ Xung cầm cái bao tải nặng của y mở ra xem, thì có mấy trăm lạng bạc và thoi vàng nguyên. Chàng thầm nghĩ, tất cả vàng bạc đều do tên cẩu quan này bòn rút của dân mà có, đáng lẽ giật trả về chủ, nhưng thôi, phải để tham tướng đại nhân Ngô Thiên Đức là ta cầm đi mua rượu uống vậy. Lệnh Hồ Xung nghĩ như vậy, không kìm được phì cười ra tiếng. Chàng cởi hết quần áo, đem quân phục, ủng, yêu đao, túi sách của tên tham tướng mặc lên người, rồi trói chặt tay của Viên Quang vào gốc cây, lại lấy bùn nhét đầy miệng hắn. Lệnh Hồ Xung xoay chuyển ý nghĩ, quay người rút đơn đao cạo sạch bộ râu quai nón của Viên Quang, rồi nhét bộ râu vào trong túi. Chàng cười nói, ngươi biến thành tên Tiểu Bạch Diện, trông đẹp trai hơn nhiều. Lệnh Hồ Xung đi ra đường lớn, mở dây cột ngựa ở gốc cây ra, rồi giọt lên lưng con ngựa, dùng roi quát, tránh ra, tránh ra, bộ đuôi hết rồi hay sao? Lệnh Hồ Xung cười một tràng dài, rồi phóng ngựa phi về hướng nam. Tối hôm đó, chàng đến Dư Hằng, nghỉ trong một khách điếm. Chưởng quỷ và điếm tiểu nhị, một tiếng quan gia, hai tiếng cũng quan gia, hầu hạ rất chu đáo. Sáng sớm hôm sau, Lệnh Hồ Xung hỏi chưởng quỷ đường đi Phúc Kiến, thưởng cho hắn 5 lạng bạc. Chưởng quỷ và điếm tiểu nhị cung kính tiễn Lệnh Hồ Xung ra ngoài cửa. Chàng nghĩ bụng, xem ra các người may mắn gặp được vị tham tướng giỏm như ta. Nếu là tham tướng Ngô Thiên Đức thật đến đây ở trọ thì các người phải khổ rồi. Lệnh Hồ Xung vào tiệm mua một cái gương và một hũ keo. Sau khi ra khỏi thành, chàng đến một chỗ quan vắng, soi gương lấy từng cọng râu dán lên cầm. Chàng làm rất tỉ mỉ trong hết nửa canh giờ. Dán xong, nhìn vào gương, thấy bộ râu quai nón xồm xoàm trên mặt trông thật oai vệ, bất giác khoái chí cười ha hả. Trên đường đi về hướng nam, sau khi qua phủ Kim Hoa và phủ Tứ Châu, khẩu âm phương nam khác với khẩu âm Trung Châu, nên Lệnh Hồ Xung rất khó nghe. May mà nhiều người thấy Lệnh Hồ Xung là quan gia, nên họ đều uốn lưỡi nói tiếng quan thoại với chàng, khiến chàng cũng thấy không khó nghe lắm. Trong đời Lệnh Hồ Xung chưa bao giờ có được nhiều tiền như vậy. Chàng uống rượu thỏa thuê, ăn nhiều món ngon vật lạ. Các luồng chân khí dị chủng trong cơ thể Lệnh Hồ Xung tạm thời được tản vào các kinh mạch, nhưng cũng không thể trục ra ngoài cơ thể. Thỉnh thoảng chúng lại chạy ngược vào huyệt đan điền, khiến cho chàng bị choáng váng, hoa cả mắt và miệng lại buồn nôn. Khi có thêm chân khí của Hắc Bạch Tử, so với trước càng khó chịu hơn. Mỗi lần bị phát tác, Lệnh Hồ Xung đành phải dựa theo pháp môn mà Nhậm Ngã Hành khắc trên thiết bản để trục tán chúng ra khỏi huyệt đan điền. Chỉ cần các luồng chân khí dị chủng bị đẩy ra khỏi huyệt đan điền thì tinh thần chàng lập tức phấn chấn, dễ chịu vô cùng. Mỗi lần luyện như vậy, Lệnh Hồ Xung tự biết công lực của mình tăng thêm một bậc, tuổi thọ càng giảm đi. Hắn thường nghĩ thầm, tính mạng của ta sống này chết mai, sống được ngày nào thì ngày đó đã may mắn lắm rồi. Nhờ suy nghĩ như vậy nên Lệnh Hồ Xung rất thản nhiên. Sau giờ ngọ, Lệnh Hồ Xung đã vào Tiên Hà Lĩnh. Đường núi gập ghềnh, càng đi càng dốc, người trên Tiên Hà Lĩnh rất ít. Đi được hơn 12 dặm vẫn không thấy một bóng người. Chàng biết vì bọn cướp thường cản đường trấn lột nên ở trên đây không có nhà ở. Thấy trời đã gần tối, Lệnh Hồ Xung định tìm một bụi cỏ hoang để nghỉ ngơi. Phía dưới sườn núi có một sơn động nhỏ nhô ra, không đến nỗi bị côn trùng quấy nhiễu. Chàng liền cột ngựa vào gốc cây cho ngựa tự ăn cỏ, rồi tìm một ít cỏ khô trải trong động chuẩn bị ngủ qua đêm. Nhưng lúc ấy khí huyết trong huyệt đan điền lại khó chịu.
chàng liền ngồi xuống luyện công. Mỗi lần luyện thần công mà Nhậm Ngã Hành truyền cho thì chàng càng cảm thấy mình bị ràng buộc, nhưng lúc luyện xong lại thú vị vô cùng. Càng luyện nhiều lần càng cảm thấy thoải mái toàn thân, rất dễ chịu, cảm giác lâng lâng như đang bay bổng trên mây. Lệnh Hồ Xuân thở vào một cái, đứng dậy bất giác cười gượng. Chàng thầm nghĩ: hôm đó ta hỏi Nhậm giáo chủ tại sao đã có Quỳ Hoa Bảo Điển, võ công tuyệt học trong tay, mà còn luyện Hấp Tinh Đại Pháp. Lão không trả lời thẳng. Nguyên nhân trong chuyện này bây giờ ta đã hiểu ra. Thì ra luyện Hấp Tinh Đại Pháp này thì không cách nào dừng lại được. Lệnh Hồ Xuân nghĩ đến đây bất giác ngấm ngầm kinh hãi. Ta đã từng nghe sư nương nói qua chuyện người Miêu nuôi trùng độc, sau khi nuôi chúng dù biết chúng có hại cũng không bỏ được. Nếu không thả trùng độc ra hại người thì trùng độc sẽ phản lại chủ. Xem ra ta đừng làm giống người Miêu nuôi trùng mới được. Lệnh Hồ Xuân ra khỏi sơn động, thấy tinh tú đầy trời, bốn bề tiếng côn trùng rên rỉ. Bỗng nghe có tiếng người đi trên núi. Lúc này khoảng cách còn xa, nhưng nội công của Lệnh Hồ Xuân rất cao, tai rất thính nhạy. Tâm thần xúc động, chàng liền đi đến cởi dây buộc, vỗ nhẹ lên mông con ngựa, cho nó từ từ đi về phía thung lũng. Lệnh Hồ Xuân núp sau cái thân cây. Một lúc sau chàng nghe tiếng bước chân trên đường núi đến gần. Người đến rất đông. Dưới ánh sao chàng thấy đoàn người đều mặc áo đen. Một người trong đó lưng thắt đai vàng, nhìn cách ăn mặc thì biết là người trong ma giáo. Tổng cộng có hơn 30 người, vừa cao vừa thấp, đều im lặng đi theo sau người đó. Các bạn thân mến, như vậy chúng âm mưu làm chuyện gì? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi tiếp vào chương trình đọc truyện đêm mai, cũng được phát sóng vào lúc 23 giờ trên làn sóng FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam, kênh VOV Giao thông. Còn bây giờ thì chúng tôi xin phép nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình đọc truyện đêm mai nhé.